xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với uh, kênh đầu bếp chứng khoán lại tiếp tục là mình đây Đó, bếp trưởng đây à, thì ở đây thì uh, trong uh, sau một cái hồi tìm kiếm thì uh, mình uh, tìm kiếm thấy cho các bạn về cổ phiếu uh, uh, về La Đó, thì đây là cũng là một trong những cái cổ phiếu mà uh, có thể là chúng ta ấy là hiện tại cũng đang là À, về bất động sản, à, khu công nghiệp, đúng không? À, và cũng như là về các à, ngành à, lát gạch. À. Thì ở đây thì sẽ à, như thế nào trong cái thời gian tới ha? ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn và các anh chị à, để chúng ta biết được là cổ phiếu này sẽ như thế nào. À, thì bây giờ các bạn và các anh chị thấy là về mặt à, cơ bản là về mặt dài hạn không? thì chúng ta thấy là nếu mà cái giá từ ở cái vùng 40 này à, lên à, lên được ở cái vùng cân bằng à, lên được cái vùng cân bằng của à, cổ phiếu VCG này thì mình nghĩ là sẽ đâu đó có những cái mức giá tương đối cho chúng ta đúng không các bạn đó nó sẽ có những cái mức là tương đối là đâu đó khoảng 15 16 phần trăm và nếu mà bây giờ ngắn hàng nó có chỉnh về những cái vực, khu vực mà 37 này đúng không các bạn thì chúng ta ấy là, là nắm giữ tư đố một tí nữa thì các bạn sẽ thấy được là gì cái lợi nhuận của chúng ta sẽ đâu đó khoảng 25 phần trăm nếu mà bình quân thì sao bạn nếu mà mình nghĩ là bình quân giá thì nó rơi đâu đó những cái biên giữa này lên cái vùng này thì khoảng tầm 20 phần trăm như vậy thì theo đánh giá thì những cái cổ phiếu về như VCG thì hiện tại nha mình thấy là hiện tại nó đang khó khó nha bạn khó về cái việc à, về mặt ngắn hàng, hàng để cho các bạn và anh chị giao dịch. Đó. Nhưng mà mục tiêu thì mình nghĩ là có. đó cái mục tiêu là chúng ta phải là đây là cái vùng cân bằng. Đó. Đó. Thì có thể là khi mà nó tăng lên thì bạn thấy là cái việc hưng phấn nó có thể là nhúng qua luôn cái vùng cân bằng này. Tại vì đây là cái việc vùng cân bằng tháng. Đó. và cái đồ thị tháng thì các bạn thấy là về mặt ngắn hàng, hàng nếu mà hưng phấn nó có thể vượt qua. Đúng, thì các bạn thấy là đây là cái target nó đâu đó khoảng cái vùng 46.6 thì các bạn sẽ có thể đạt mục tiêu của nó lên tầm ở khoảng 50. Đó, về việc ngắn hạn nó có thể hưng phấn tới mục tiêu là 50 luôn đối với cái cổ phiếu VGC này. Đó. Thì về khu vực um, tuần thì mình thấy là cái vùng này uh, cũng là cái vùng mà gọi là cái vùng hạn chế giao dịch với cổ phiếu này đúng không? Đó thì cũng rất là khó. Thì có thể là uh, chúng ta là hiện tại cổ phiếu này nó có thể là bị lình xình, có nghĩa là trong những cái giai đoạn này thì các bạn sẽ thấy lình xình đó. thì mình thấy ở đây nó có hai khu vực hỗ trợ đó một là khu vực hỗ trợ về vùng 36 đó, 36 mình nghĩ là không không cần 36 đâu mà à, mình nghĩ là tầm 37 như bạn thấy ở đây nó có một cái hỗ trợ 37 nè 37 khoảng 37.3 37 37.3 gì đó thì à, các bạn thấy là gì ở đây về mặt ngắn hạn nó có một cái hỗ trợ về Kijun đúng không? đó là 38.5 thì mình nghĩ là nếu mà các bạn mua ngắn hạn thì các bạn có thể là mua uh, ở một cái phần ở đây đó, một cái phần ở đây ha mình nghĩ là mua một phần ở đây ở cái vùng mà uh, tại vì cơ bản các bạn thấy là những cái vùng mà uh, như thế này uh, nếu mà trong những cái ngày tới nếu mà nó vùng lên đây mình nghĩ là nó cũng không khoảng cách nó không quá xa đó thì mình nghĩ là các bạn đặt các lỗ nó cũng không có vấn đề gì cả nó cũng không vi phạm khoảng 7 phần trăm cho anh chị các bạn đúng không? nó khoảng 6 phần trăm thôi các bạn đặt các lỗ 7 phần trăm thì các bạn đặt xuống dưới đây ha. nó cái nó xuyên qua hỗ trợ một tí đó, mã này mình nghĩ là đặt các lỗ xa xa một tí đó, thì nó hiệu quả hơn còn với cái vùng này mình nghĩ là à, các bạn nên uh, gom mình nghĩ là gom là tốt hơn đó nếu mà giả sử như đúng ở đây á, thì các bạn thấy là cái mục tiêu của các bạn lợi nhuận là mình thấy là ít nhất là về vùng cân bằng như mình nói ở đây là vùng 46.6 đó thì mình có thể là về ở đây 46.5 ha và xa hơn đó là vùng 50 ở vùng 50. đó thì đây là các bạn thấy là nó cũng là một cái kháng cự tương đối về mặt uh, ẩn trước đó mà chúng ta chưa thấy đúng không đó các bạn thấy nè đó, nhìn qua các bạn thấy không đó, đây là những cái đáy mà nó vụt lên thì đây là những cái vùng kháng cự ha những cái vùng này là vùng kháng cự của cổ phiếu VGC thì như vậy nếu mà hiệu quả mình nghĩ là để mà hiệu quả thì các bạn đừng uh, mua nhanh quá mình có thể làm phân bổ vốn mình mua trong cái vùng này nào bạn đúng không? Thì nó tầm ở cái biên tầm 37 cho tới khu vực 38.5 Mình nghĩ lúc đó là cái biên gom à. Gom hơn à, Thì nó Nếu mà tại vì Cơ bản thì bạn thấy là nó là có cái vùng cân bằng Nó có Nó có cái vùng cân bằng này Mình nghĩ là trước sau nhìn nó về Tại vì các bạn thấy là Cái vùng cân bằng này nó tồn tại Rất lâu Đúng không Bây giờ các bạn thấy nè à, Nó tồn tại đâu đó khoảng 2, 3, 4, 5, 6 tháng 6 tháng các bạn đúng không? 6 tháng thì nó có khả năng rất lâu để cho các bạn nó hồi phục về đây. Đó, mình nghĩ là cái vùng cân bằng. Cho dù các bạn ngắn hạn được, mình nghĩ là ngắn hạn thì các bạn thấy là à, chỉnh về đây đúng không? Các bạn có thể lướt tại vì nó mà chỉnh á, những cái cổ phiếu chỉnh nó khó và chạy nhanh lắm. Thì các bạn cứ canh những cái điều chỉnh này các bạn tham gia đúng không? Canh điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ này các bạn, mình nghĩ là tham gia và nhặt thôi. Thì cho nên mình tạo ra mình thấy là cái biên này các bạn sẽ nhặt nó sẽ hiệu quả hơn. Từ cái vùng mà 37 này cho tới vùng 38.5 đó thì mình nghĩ là cái biên này nếu mà nó mà các bạn tham gia gọi là tích góp cổ phiếu này để kỳ vọng lên một cái biên ở đây ha mình nghĩ là cái biên về mặt cơ bản nó lên đây đó. lên cái vùng này thì mình nghĩ là cái đây ngắn hạn các bạn thấy không một cái biên nếu mà các bạn đúng thì các bạn sẽ có một cái lợi nhuận tương đối hấp dẫn so với những cái rủi ro được không thì mình nghĩ là đây là những cái vùng quá hấp dẫn để mình gom cổ phiếu VGC này ok đó, thì ở đây mình phân tích để chia sẻ cho mọi người tại vì mình nghĩ là những cái chắc cú là gì bạn là những cái cổ phiếu nó có những cái vùng cân bằng này mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ về đúng không? chủ yếu là thời gian đó và bây giờ mình về mặt ngắn hạn thì các bạn thấy là nó có những cái điều chỉnh như này mình nghĩ là có những cái vùng uh, chỉnh chỉnh một tí nên nó cũng không còn bao xa đâu bạn mình chuẩn bị trước những cái tư thế khi mình mua những điều chỉnh thì mình không bị hoảng loạn các bạn đúng không À, chứ các bạn mà các anh chị mà 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 không hiểu được những cái hỗ trợ và những cái à, vùng mua thì mình thấy là gì à, lúc đó mà nó điều chỉnh đỏ là chúng ta không dám mua đó cho nên là mình phải chuẩn bị trước những cái tư thế để mình tham gia với cái cổ phiếu này ok thì đây là cổ phiếu mình muốn chia sẻ cho mọi người về cổ phiếu VGC gọi là cổ phiếu Vaselinea nó cũng đang nằm ở trên sàn hành trên sàn HOD rồi À, các bạn hoặc các anh chị yêu quý bình thì có thể cho mình một cái tim ở dưới cái phần video và cũng như là các bạn có thể like và cũng như là có thể subscribe kênh uh, đầu bếp chứng khoán nha các bạn à, một cái kênh uh, tương đối mới mẻ trên thị trường à, nhưng cũng mong là các anh chị và các bạn có thể là uh, chia sẻ giúp mình và cũng giới thiệu giúp mình và cũng thể ủng hộ mình đó thì đây mình là cái kênh mà gọi là chia sẻ những cái điểm mua điểm bán cụ thể cho các bạn và các anh chị à, à, còn để hiệu quả hay không thì các bạn cứ đánh giá qua thời gian thế các anh chị mà ha rồi cảm ơn các bạn và các chị rất nhiều các bạn yêu của mình thì cũng có thể mời mình ly cà phê sáng đó qua Vbank hoặc đây cái mã qr của việt, việt Công các bạn ha và trên đây thì có những cái mã id hoặc là mã qr code các bạn có thể quét đó, với cái id của ai SI của mình là 1791 các bạn không cần làm gì cả đúng không chỉ cần bỏ những vào cái link hoặc cái đường quét đó các bạn có thể mở online và hoàn toàn là miễn phí nha các bạn và hiện tại đang có một cái chương trình là miễn phí giao dịch nữa cơ sở và phái sinh bạn cứ tham gia à, mở mới ha đó, vì hiện tại đang chạy chương trình đó rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người đầu tư thật nhiều may mắn bye bye và hẹn gặp lại